À, như vậy là chúng ta đã có game mới rồi. Đó chính là đi đường băng. Wow, cái đường này, ôi sao, khó không ta, có khó không? Ai mà biết được. Wow. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và đã từ rất lâu rồi không vào Play Together. Mọi người ơi, né né ra cho chú cảnh sát đi kìa. Mọi người ơi, né né ra không thôi, chú cảnh sát lấy gậy gõ đầu bây giờ. Hôm nay thì mình sẽ vào Play Together và để xem hôm nay có cái gì mới nào các bạn. Lâu quá, một tuần qua rồi. Trời đất ơi, mình phải chiến đấu, mình phải thật là siêng năng để vào Play Together để mà xây nhà. Cùng với đó sẽ chơi những trò chơi mới trong Play Together. Các bạn nhớ theo chân của mình và đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Đâu xe đâu, ra không thôi. Chú bảo vệ lấy gậy gõ đầu bây giờ. Xe đâu, sao xe to vậy nè. Ủa, rồi... Đây rồi, let's go. 2022 thì tôi đã có cái chữ partner ở trên cái tên rồi các bạn ạ. Và bây giờ thì bé Minh Baby sẽ dẫn tôi đi một cái chỗ. Ui, chỗ này là chỗ nào vậy? Chỗ mới hả? Wow. Nani? Một khu vực mới các bạn ạ. Rất là đông ha. Từ từ. Cái gì? Hóa quỷ đi. Mọi người, bây giờ thì mình sẽ thay đồ vào trong tủ đồ, xong rồi gắn cái cặp sừng lên đã các bạn ạ. Kiếm cái cặp sừng đã, bỏ cái nón này ra đi ha. Đó, gắn cặp sừng rồi cái mắt kính thì chắc là mình sẽ tháo ra luôn đó các bạn ạ. Rồi thêm cái cánh nữa ha, hình như là phụ kiện cánh đó. Tiểu quỷ. Tiểu quỷ. Sợ quá. Ôi, có sừng hết trơn luôn. Cánh quỷ luôn. Từ từ tháo mắt kính ra mình nhìn mới dễ thương các bạn ạ. Nhìn cái mặt mình nó mới ngầu lòi được. Chứ để cái mắt kính như thế này thì cái mặt mình nó không có ngầu lòi được. Rồi tháo ra luôn. Đó, trời ơi. Năm mới mong rằng hết dịch nên là thôi cứ đeo khẩu trang đi ha các bạn. Ôi, lũ quỷ nè các bạn. Trời, cưng quá à. Wow, tuyệt vời. Quá đầu luôn. Rồi, Min ơi, lấy xe chở Ad đi nào. Min, đi đâu đây? Chỉ cần phát những tấm vé miễn phí là dân cư này sẽ được rồi, đi phát vé. Rồi, đi thôi, let's go, lấy vé nào. Lấy vé thôi. Let's go, đi nào các bạn ơi. Chở đi, em phát hết rồi. Gì cái vậy? Bây giờ mình mới đi phát vé các bạn ạ. Phát vé kiếm tiền, không biết em phát ở đâu. Đi. Đi. Bây giờ đi phát vé nè các bạn. Dễ thương quá à. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là trong vòng 4 phút chúng ta phải đi phát vé. Cầm cái vé này đi phát, kiểu giống như đi phát tờ rơi các bạn ạ. Hồi xưa mình là còn thời sinh viên á, ra ngoài đường đứng phát tờ rơi các bạn ạ. Còn bây giờ thì vào game chúng ta cũng phát tờ rơi luôn ha. Không. Đây, chúng ta phát ở đây. Rồi phát một vé rồi. Chú ơi, chú thuyền trưởng ơi. Rồi phát cho chú thuyền trưởng một vé. Xong rồi qua bên đây không biết là có thể lấy xe đi được không nữa. Để coi có con xe nào đi ngon lành cành đào không ta. Không, xe mình dở lắm các bạn ạ. Chỉ có khinh khí cầu đi được vài người nè. Đó, đu vô. Đu vô nhưng mà đi chậm quá à. Nhanh lên, còn 3 phút nữa thôi. Qua bên tới tận bên kia lận. Trời ơi. Phải lấy chiếc xe nào chạy nhanh mới được các bạn ạ. Rồi xe đâu. Xe nhanh xíu. Siêu xe, lên. Let's go. Let's go, nhanh. À đây. Rồi lấy vé nào. Rồi còn. Rồi lấy siêu xe ra nào. Xe đạp. Let's go. Được. Kịp giờ đó các bạn. Rồi được 2 đến 3 vé là xong. Phát bên này nữa là xong nè các bạn. Là mình sẽ được 2 kim cương. Trời tuyệt vời. Bình thường.
Chị ơi lấy vé không chị? Trời ơi tờ rơi đây, phát tờ rơi chị ơi. Rồi ok. Xong, lên nào các bé ơi. Ồ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Let's go, 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 go. Rồi trả nhiệm vụ nào. Xong. Ok. Hoàn thành nhận thưởng gấp 3 lần. 6 kim cương luôn các bạn ạ. À. Hoan hô. Xong rồi. Trời ơi cái nhà hát đẹp quá à. Không được tham quan các bạn ạ. À. À vô được nè, vô được tham quan được nè. Ồ. Oh. Đây là con kẹt mèo. Không không. Tiếng Anh tôi hơi dở. Cái gì? Không không phải con kẹt mèo mà con kẹt hát. Kaya con sen hát. Đừng nói nữa. Vô luôn không? Ủa AS Mobile TT là ai đấy? Phát à? Coi tên cái coi. Cái gì đây? Ôi trời ơi. Què gì vậy? À, giảm pha kè. Con này láo. Lên kênh AS để xem reel hay phát nhé. Trời AS Mobile thiệt, gặp AS Mobile phát các bạn ạ. À. Trời đất ơi. Phát y chang luôn, không khác gì hết á. Trời đất ơi. Let's go, mong rằng là sẽ có game mới để mà chơi. Game leo tháp các bạn ạ. À. Như vậy là chúng ta đã có game mới rồi. Đó chính là đi đường băng. Wow, cái đường này, ôi sao, khó không ta, có khó không? Ai mà biết được. Ôi, 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 sao, sao nhiều đó, khó lắm các bạn ơi. Trơn quá. Trơn, trơn, trơn quá. Trơn. Mình đi được rồi. Mình thành công rồi các bạn ơi. Mình thành công rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ai đừng đẩy, đừng đẩy, đừng xô đẩy, đừng xô đẩy. Ôi. Cố qua được khúc này, qua được khúc này là an toàn, qua được khúc này là an toàn. Bẻ cua. Rồi, mình lên được rồi. Let's go. Rồi, qua khúc này là an toàn. Bạn ơi. Tôi sáng gây téo hàm nha. Tôi hàng ai rồi các bạn ơi. Trời ơi, dễ thương quá à. La. Cố lên. Rồi ok. Vào. Woohoo! Tuyệt vời. Ủa? Ủa, mình vào được chưa? Rồi, mình bị loại rồi. Ui cầu kính. Trời cái này khó nè, trời cái này khó lắm. Ôi rồi bà Minh mà chết rồi, cái này khó. Cái này làm sao để qua cái này, mình phải là người đi cuối cùng các bạn ạ. Khôn thế quê mình đây. Rồi xong. Rồi xong. Oh, wow. Lại là trò này. Tôi phải đi nữa. Cố lên, trò này tôi phải thắng. Oh. Cố lên. Ôi, đừng có xô đẩy. Đừng xô đẩy nha. Ôi trời, đi đường tắt mà đi không được nè. Tôi phải đi đường tắt cho bằng được. Tôi phải đi đường tắt. Ôi. Sao đường tắt nó khó đi dữ ta? Thôi được rồi, biết rồi. Ôi, cái đường tắt nó đúng khó đi luôn á. Không được rồi, đường tắt nó đi không được rồi các bạn ơi. Cái đó không phải là đường tắt rồi.
Cái đó không phải đường tắt rồi. Cái đó đi không được đâu, cái đó đi không được đâu. Đừng cố nữa các bạn trẻ ơi, đừng cố nữa. Chúng ta hãy đi bằng thực lực của mình đi. Cái đó không phải đường tắt đâu. Đường tắt đâu các bạn ơi. Ờ, có người về rồi kìa. Chết rồi, app mobile phách nó về rồi kìa. Quê. Chết rồi. Tôi cũng muốn về như các bạn vậy đó. Ờ, app mobile, ủa? Lại thêm app mobile phách ở đây nữa hả? Ôi. Cháy rồi. Có lên nào các bạn ơi, về đi. Lộn đi chứ, lộn cái đầu mí lộn. Ủa sao quỷ kia ra được vậy? Trời đất ơi, đến Okuma hả? Trời ơi, game này lâu lắm rồi mình chưa chơi. Thôi game này mình chỉ cho các bạn một cái mẹo để mà chơi nè. Nè, các bạn nhớ nút nhảy nha, nhảy lên xong thả tay ra nha. Lửa xanh này, lửa đỏ nhảy lên cái nè. Nhảy lên cái thả tay ra. Đó, thấy không? Nhảy lên cái thả tay ra nha mọi người. Lửa xanh chạy, xong lửa đỏ là các bạn nhảy lên cái thả tay ra. Nhảy lên cái thả tay ra. Đó, thấy không? Trời ơi, chết hết trơn rồi đúng không? Lửa xanh nè, chạy nè. Nhảy lên cái thả tay ra. Đó, trời, đỉnh liền. Nhảy lên cái thả tay ra. Chạy. Nhảy lên cái thả tay ra. Trời, đỉnh. Mình về nhất rồi. Nhảy lên cái thả tay ra. Bắt gì coi. Chẳng được. Thầy không cho. Win. Rau này chắc lấy một người à các bạn ạ. Rau này lấy một người thì tôi sẽ chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng chiến thắng rau này. Tôi ước gì có cái rau mà đập bóng hết kìa. Rồi tôi thua rồi. Ồ tôi thắng à. Thắng rồi các bạn. Win. Top 1 luôn. Tăng. Nhưng mà tôi muốn cái rau mà đi vòng vòng lên trên kia kìa. Tôi muốn cái rau đi vòng vòng lên trên kia kìa. Cái rau mà leo tháp các bạn. Để tôi chơi cái rau leo tháp cho các bạn xem ha. Trời đất ơi, không có cái... Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip của mình hôm nay. Có quỷ phèn quang trộm đồ của mình đó các bạn. Ơi, mẹ rút điện thoại tao luôn rồi. Sao mà tao quay. Bye bye mọi người nha.